quá cầu nhiều đó. Cái này về cho uống, cho mẹ uống thường xuyên nhiều nhiều. Dạ. Nha, hết xuống lấy nữa. Dạ. Cái này nó thải những cái độc ung thư lở lét ở trong á. Dạ. Hay là nó hiện tượng ung thư nó cũng bớt. Nha. Em cho uống hết lấy nữa. Dạ. Bà. Hôm qua bữa trước em xuống đây hôm qua tôi mười ngày thuốc rồi đấy. Thuốc gì? Thuốc mà nó bị đau đầu sau này, nếu cả nó bị tê mà nó tê. Rồi bây giờ uống tiếp 20 ngày. Chị uống thấy đỡ không? Uống thấy bớt nhiều lắm, biết sao không? Bị bữa trước không vừa nghi là không biết có khả năng bị rùa không, bữa trước nói không đau rồi. Không sao, chị uống đi. Cái đó uống thử rồi giờ uống thiệt. Nha. Rồi bảo đảm hết trong hết là chết rồi. Cảm ơn bà. Lần này cái này sau là lần uống hết hết này xuống xin hôm qua cái thuốc là bị u nam buồng trứng. Rồi. Uống đi rồi muốn nãy nữa đi cho cái chủ đó. Nha. Ở nhà mà đi trích 3 mũi thuốc mà họ trích trực tiếp vào chỗ này luôn, uống 20 ngày thuốc tây mà nó bớt được sắc khoảng 2 ngày đầu. Để sao phải tìm xuống ba cũng thấy bớt nhiều. Cảm ơn. Cái này có một ngày 5 viên nữa. Rằng 5 viên thôi. Dạ. Cảm ơn. Nín thì ráng nín để cho chai thuốc uống. Không giờ chị đến vậy chị nghe cái đầu gối nó sao không hay là gì? Giờ bác sĩ có đi bác sĩ nói sao không? Dạ nói hồi đầu tiên thì nói nó là bị hạch bình thường, rồi sau mà tự nó có em bé cái nó bự lên nó thầy. Giờ mình đã đành mà bác có đi bác sĩ có đi khám bệnh là nó bú hay là bị cái gì nói như? Dạ, bác sĩ chịu hạch. Dạ nó không dám. Vô nó nói coi có hành đau nhất không? Hay là cái vết thương này nè? Có đau cái này không?
kéo cái áo ra coi cái gì mà vừa đi theo người ấy chi mà không biết gì trơn, chết mồ rồi. Ông không vừa kéo chịch qua cho tôi nhìn coi. Dục quá giờ ốm nhiều à. Ăn uống gì được không mà vậy mà ốm dữ à? Dạ, ăn ít lắm rồi. Cháu còn chuyện bị cứng. Mà bị như vậy đó giờ cũng không đi bác sĩ. Dạ có đi bác sĩ nhưng mà giờ hết sức rồi, bác sĩ không nhận. Dạ bỏ tay rồi bác qua chú qua. Dạ mình không còn sức á thầy. Giờ nó cứng một bên này là cứng hết. Dạ nó cứng có một bên mà mình trái rồi. Nó thả ra. Thả ra chút xíu mà. Thì nặng quá, cái này nặng. Nè bây giờ về lấy cái miếng cạp hay là cái miếng gì không biết nha. Mà mài để miếng nước vô. Cứ dịp mài ra. Mài vô trong cái cạp. Cho nó ra nước cho nhiều. À, cho khá nhiều lấy cái mẻ hay là hoặc cái lấy cái nắp lu sạch được không thầy? Để cái miếng cạp. Bây giờ lấy cái miếng cạp. Lấy miệng cạp nhỏ ra để nước vô. Cầm cái này mài hoài. Mài cho ra nhiều chút. Cho đừng cho loãng quá. Rồi chắc ra trong cái nồi nhỏ ha là hoặc cái gì đó. Hiểu không? Rồi chế một miếng giấm nuôi vô. Rồi cũng đừng cho em ăn đồ cứng liền. Ha là hoặc nấu cháo mềm cho hấp. Rồi từ từ hả bò hả họ bồi dưỡng thêm chứ lại vô cái nó phá bao tử bao đời nữa nghe không? Dạ thầy ba, giờ con nó có hay bị chứng. Rồi được rồi biết rồi. Không có chịu vô đây đó. Đừng có giả ngộ với tôi, về làm đi rồi tử ai cái gì biết liền. Không có giả ngộ đâu. Nghe không? Cái mặt đưa ra luôn cho mau trời. Nha. Mà bị một lần thứ nhì nữa là quấn bỏ mạng khỏi đầu thai đó. Chứ không phải giải ngộ nha. Đừng thấy tao ương yếu mà tới đó mà làm rối nha. Vô đây gặp bác ba hiền luôn hả? Một lần này là một lần tình nghĩa nha, một lần thứ nhì là quánh khỏi đầu đi đầu thai đó. Nha. Mấy giả ngộ à. Buông tay ra cho mau. Nghe không? Tôi dễ lắm á, mà tới nước tôi đầu là tôi chụp ngang là khỏi đầu thai vậy à. Về cho anh ta ăn uống đàng hoàng nha. Kiểu không? Sao bà chừng chừng cứ bà nhìn bác ba hoài chờ bác ba? Sao cứ chừng chừng nhìn hoài à? Ghê quá. Còn có anh Hùng xưng tên đi. Vậy đó mấy con. Có cá cá vô. Cho nó giãn nó cùng được cái đó vô. Cái lần nó em mà. Vô đáy đọc. Xong ra nó đẹp gái.